Phim trinh thám từ lâu đã hút hồn khán giả vì tính chất ly kỳ của các vụ án. Còn với Netflix, họ chứa đựng một kho phim trinh thám khổng lồ để fan cuồng của họ phải bội thực mà thưởng thức. Nhưng nên xem TV series nào đây khi vài ba lời giới thiệu ngắn ngủi khiến cho chúng ta có những sự nghi ngờ về chất lượng của chúng. Đừng lo ngại vấn đề này, hãy để cho rạp chiếu phim bảo chứng chất lượng cho top 10 TV series trinh thám hay tuyệt cú mèo trên Netflix. Bạn sẽ trầm trồ và thán phục trước những màn phá án đỉnh cao đến từ các bộ phim đầy đủ màu sắc trinh thám khác nhau như này đây. Xin mời. Đầu tiên, chúng ta đến với kẻ săn suy nghĩ. TV series trinh thám nước Mỹ này được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên, và khi được chuyển thể chỉ với 2 mùa, phim gặt hái được thành công ngoài mong đợi với 98% điểm cà chua tươi và 8,6 trên 10 điểm trên trang IMDb. Phim lấy bối cảnh nước Mỹ vào năm 1977, khi mà những kẻ giết người lộng hành dã man nhưng không ai hiểu nổi chúng để mà tìm cách đối phó. Đây là dấu mốc khởi đầu đầy béo bở nhưng không ít gian nan dành cho ngành điều tra tâm lý tội phạm. Holden Ford và Binten là hai đặc vụ FBI lần lượt phỏng vấn và điều tra những tên tội phạm quái ác. Chúng không phải là những nhân vật giả tưởng đâu nhá. Những câu chuyện đó hoàn toàn có thật trên mặt báo của nước Mỹ. Phim tưởng chừng như sẽ đi vào ngõ cụt khi áp dụng cách thức mô phỏng phóng sự truyền hình, nhưng không. Bằng cách tái hiện các vụ án tinh vi cùng lối diễn xuất tài ba của dàn diễn viên nổi bật từ chính đến phụ, tác phẩm này ám ảnh người xem tột độ mà không cần đến ma quỷ hay quá nhiều máu me. Ngoài ra thì phim này còn đặt ngược lại vấn đề khi những thanh tra bị các vụ án tác động và dần trở nên mất nhân tính, tâm lý thay đổi phức tạp. Và từ đó thì những nghi vấn về lòng tốt của con người, trách nhiệm nghề nghiệp được phân tích và mổ xẻ dưới nhiều góc độ tâm lý không ngờ tới. Tác phẩm này sẽ rất đau đầu nên bạn sẽ cần phải tỉnh táo khi xem. Buồn ngủ và bỏ lỡ đi một chi tiết nhỏ là sẽ không hiểu gì đâu. Chắc chắn là sẽ phải tua lại để xem đấy. Tiếp đến sẽ là Nhà tâm thần học. Phim vừa ra mắt mùa 2 trong tháng này ở trên Netflix, đạt được 81% điểm cà chua tươi và 7,7 trên 10 điểm trên trang IMDb. Xuất phát từ cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng, phim lấy bối cảnh nước Mỹ vào năm 1986, trong thời kỳ kim tiền, khi mà khoa học công nghệ làm thay đổi da thịt xã hội của nước Mỹ và kéo theo đó là sự bất công giàu nghèo gia tăng. Bộ ba tiến sĩ tâm lý Laszlo Kayer, họa sĩ John Moore và trợ lý cảnh sát Sarah Howard đã cùng nhau khám phá hàng loạt án mạng kỳ lạ xảy ra ở thành phố New York. Các nạn nhân đều là những trai bao vị thành niên, bị cắt xẻ, moi nội tạng dã man. Thông qua quá trình truy lùng hung thủ, phim vạch trần bộ mặt mâu thuẫn xã hội trong thời kỳ này, nhưng tính cách xấu xa vẫn chìm lấp trong mỗi con người, cũng được phim phân tích kỹ càng dưới góc độ tâm lý từ các nhân vật chính. Ai cũng có tư lợi cá nhân, và chỉ cần một mồi lửa, lòng tham và tà ác sẽ bộc lộ, thiêu cháy cả tâm hồn thánh thiện. Với phục trang chỉn chu, dàn diễn viên tròn vai và âm nhạc kịch tính, TV series này không thể gọi là đỉnh của đỉnh, nhưng nó vẫn rất đáng xem đấy nhé. Tác phẩm thứ ba sẽ là Freud, lại là một TV series trinh thám nữa với nhân vật chính là một bác sĩ tâm lý. Freud đã từng được nhắc tới trong nhiều bộ phim. Các phương thức phá án chủ yếu đều lấy từ sách tâm lý của Freud, nhưng tránh lặp lại vết xe đổ đó, Netflix đã khai thác Freud một cách sáng tạo đặc biệt. Freud lúc này không còn ngồi yên nghiên cứu để viết sách nữa, ông đứng dậy phá án như một thám tử lành nghề. Không khí phim chủ yếu là ảm đạm, u uất và tối tăm, với cuộc đời bất hạnh của nhân vật chính phải đi chứng kiến bao cái chết tức tưởi khác. Với cách làm phim siêu thực cùng với những cú lừa đi vào lòng người, phim khiến cho nhiều người xem bị ám ảnh. Netflix thì cũng rất khôn ngoan khi chen vào vô số cảnh nóng táo bạo để hâm nóng bộ phim khỏi không khí lạnh lẽo bao trùm. Chuyển qua một tác phẩm của Hàn Quốc, đó là Khu rừng bí mật. TV series này chính là đặc sản của Netflix, đại diện cho dòng phim trinh thám của Hàn Quốc. Phim là cú hit lớn với nhiều giải thưởng quan trọng và được giới phê bình cùng khán giả quốc tế khen ngợi hết lời. Hwang Si-mok là một công tố viên lạnh lùng, vô cảm, còn Han Jo-jin lại là một nữ thám tử nhiệt tình và hòa đồng. Cả hai nhân vật này được thủ vai bởi hai siêu sao Hàn Quốc, đó là Ho Seong-woo và Bae Do-na, với lối diễn biến hóa thể hiện tốt tâm lý nhân vật và có những màn hành động căng thẳng. Trong quá trình điều tra phá án tìm hung thủ của các vụ giết người hàng loạt, hai con người đại diện cho công lý đã khám phá ra hàng loạt bí mật động trời liên quan đến tham nhũng. Và phim này trở thành một cuộc đấu trí kịch tính giữa nhiều phe, có khi ở người ngoài ánh sáng lại thao túng kẻ trong bóng tối. Phim còn nhắn gửi thông điệp xã hội về lòng chính trực, sự hy sinh và cảnh báo về lòng tham, nó đang bào mòn nhân tính của con người. Một vấn đề đang xuất hiện ngoài đời thực hàng ngày ở bất cứ một quốc gia nào.
Tiếp đến sẽ là Signal, tín hiệu. Đây cũng là một TV series trinh thám điều tra tội phạm gây bão nữa đến từ xứ sở kim chi. Phim tạo ra cảm giác bí ẩn ngay từ khi mở đầu, khi mà cảnh sát Lee Ji-han năm 1989 có thể liên hệ qua bộ đàm với trung úy Park Hye-yong vào năm 2015. Nhờ sự liên lạc kỳ lạ này mà cả hai đã cùng nhau phá án một cách trơn tru và vô cùng ngoạn mục. Những vụ án từng bị bỏ ngỏ đã được phơi bày sự thật, nhưng càng tìm hiểu, họ càng nhận ra có những thế lực đáng sợ đang thao túng nhiều bí mật khác. Phim vẫn mang đặc trưng của Hàn Quốc khi phản ánh nhiều yếu tố bất công của xã hội. Chuyển qua hai bộ phim của Hàn Quốc, chúng ta cùng đến với một tác phẩm của Thái Lan, Đêm Trắng Mất Ngủ. Nếu bạn là fan của cô nàng học giỏi thi hộ trong phim Thái Lan Thiên Tài Bất Hảo, thủ vai bởi Chu Ti Mông, thì chúc mừng bạn. Đây chính là TV series đáng xem đấy. Phim trinh thám pha yếu tố thần bí mới nhất của xứ sở Chùa Vàng, theo chân của Aya, do chính cô này đảm nhận, quay lại hòn đảo đã ám ảnh cô đến mức mất ngủ. Không gian nửa thật nửa mơ khiến các khán giả chìm đắm trong tâm trí hỗn loạn của nhân vật. Bao quanh là vụ giết người rùng rợn. Liệu chứng mất ngủ quái ác có giúp cho Aya lý giải vụ án này hay chỉ làm cô hoảng loạn thêm? Phim còn khai thác về sợi dây gắn kết giữa con người với con người trong các mối quan hệ gia đình và bạn bè, với nhiều tầng lớp ý nghĩa và thông điệp xã hội. Phim khiến các khán giả mất ngủ cài phim vì độ hấp dẫn và ly kỳ của tác phẩm này. Tiếp đến sẽ là Trò Chơi Nạn Nhân. Khi mà Đài Loan làm TV series về trinh thám thì sẽ như thế nào? Phim theo chân Phương Nghị Nhậm, một chuyên gia pháp y mắc hội chứng Asperger, trong một lần thí nghiệm tử thi phát hiện con gái mất tích của mình liên quan đến những vụ giết người hàng loạt. Đồng hành với anh đó là Từ Hải Nhân, cô phóng viên bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Phim giống như một màn chơi liều mạng với hung thủ nấp trong bóng tối và ra tay không thương tiếc với con mồi. Nhưng những tình tiết bất ngờ đã diễn ra khiến các khán giả phân vân không biết ai mới là nạn nhân hay là hung thủ thực sự, vì chẳng có nhân vật nào hoàn hảo cả. Phim mang đậm phong cách của châu Á với những tử thi nhuốm màu tà ma, buồn ngải nhưng không quá xa đà vào yếu tố siêu nhiên. Tác phẩm này không quá xuất sắc nhưng vẫn sẽ là một sự lựa chọn tốt nếu bạn muốn xem phim trinh thám của châu Á. Tiếp theo sẽ là Ranh Giới Trắng, Wildlife. Đây cũng là TV series mới ra của Netflix với vô số cảnh nóng, nhưng sau những màn mây mưa lúc nào cũng là những cái chết ngỡ ngàng, và phim hội tụ đủ mùi vị trinh thám, kinh dị hay là thần bí. Cô em gái Joe Walker sau 20 năm kể từ ngày anh trai mất tích và một ngày đẹp trời phải đến nhận xác thi thể của anh cô. Nhưng thay vì là một bộ phim tỏ ra nguy hiểm ngay từ những phút đầu như các phim trinh thám khác, tác phẩm này kết hợp giữa Anh và Tây Ban Nha, đưa khán giả đến hàng loạt những bữa tiệc ăn chơi thác loạn của giới thượng lưu. Phim đặt ra lời tự vấn, liệu có phải chính lối ăn chơi xa đọa này đã khiến con người biến chất và giết hại lẫn nhau? Tác phẩm có những khung hình đẹp, âm nhạc sôi động, thời trang hợp mốt và những vai diễn bốc lửa. Điều này tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều đến từ người xem. Người thì rất thích, nhưng kẻ thì lại rất ghét và cho rằng nó không hợp với cách làm phim trinh thám. Tuy nhiên, nhờ dàn diễn viên thực lực và cách dựng phim đan xen hai dòng thời gian, nó khiến cho phim vẫn giữ được nhịp độ kịch tính, đặc trưng của thể loại phim trinh thám. Và tác phẩm thứ 9 trong video ngày hôm nay, nghe thì sẽ thấy hơi tò mò, Tốt Hơn Con Người. Tạm biệt thế giới trinh thám hiện thực, chúng ta sẽ phiêu lưu đến thế giới giả tưởng, cũng đang chứa đựng những vụ án kỳ lạ. Và đây chính là TV series trinh thám đan xen khoa học viễn tưởng hiếm hoi của Nga ngố ở trên Netflix. Gia đình của nhân vật chính đang ở bờ vực sụp đổ do nhiều yếu tố xui xẻo tác động, thì bất ngờ nhận về một con robot tiên tiến, hay nói đúng hơn là nàng robot xinh đẹp, có tên là Arisa. Nhưng gia đình ngây thơ kia lại không biết đó là một robot đặc biệt, đang bị ba thế lực săn lùng, bao gồm cảnh sát, khủng bố và bọn bí ẩn. Liệu robot này có liên quan đến những vụ án gần đây ở thế giới giả tưởng hay không? Phim có tiết tấu chậm và chú trọng mô tả thế giới mới, nên nhiều khán giả sẽ mất kiên nhẫn ở nửa đầu của series. Ngoài không khí căng thẳng từ các vụ án mạng, phim gần gũi hơn với thể loại tâm lý khi đề cập nhiều vấn đề của viễn cảnh tương lai như sự vô cảm xúc của cả người lẫn robot, những xung đột ngầm chưa thể giải quyết. Và khi không sử dụng CGI cho toàn bộ con người máy mà đan xen vào kỹ xảo cho người thật, chính vì thế biểu cảm của các robot trở nên chân thực hơn. Những thông điệp về bất an xã hội trong tương lai sẽ khiến cho nhiều người xem ở hiện tại càng phải suy ngẫm và chú ý hơn về tác phẩm này. Và cuối cùng sẽ là Thám Tử Bát Ma. Câu chuyện bắt đầu từ một kẻ tâm thần thực hiện hành vi giết người hàng loạt, sau đó hắn bị bắt và phải chịu án tử.
20 năm sau, xuất hiện một tên bác sĩ có hành vi lặp lại y hệt tên tội phạm trong quá khứ. Vụ án đang rơi vào bế tắc, bỗng nhiên một nhà ngoại cảm vô tình nhìn thấy màn nhập hồn trắng trợn của vong linh kẻ tội phạm. Phim tiếp tục gay cấn khi nàng ngoại cảm quen sống khép kín Hong Seo-yung phải làm việc cùng gã thám tử phá án thô lỗ Kang Pi-sung. Họ cùng làm nhiệm vụ truy đuổi những hồn ma phạm tội đang chiếm lấy cơ thể con người trần thế để gây nên tội ác. Tác phẩm này trở thành minh chứng điển hình khi trinh thám, tâm linh và hài hước kết hợp cùng với nhau. Nó tạo nên một TV series sợ đến mức té ra quần mà cũng té luôn cả ghế vì cười đau bụng. Nếu muốn đổi không khí sang màu sắc ma mị và hài hước vẫn đậm chất trinh thám, bạn nên theo chỉ dẫn của dạp chiếu phim nhé. Ngoài 10 TV series trinh thám mà mình vừa giới thiệu ở trên, Netflix sẽ còn nhập về những bộ phim đã quá nổi tiếng mà bạn không cần phải mất nhiều thời gian chần chừ về chất lượng, chẳng hạn như là Sherlock hay là Conan. Nhưng vì những TV series này đã quá thân quen, có mặt từ lâu và không hẳn thuộc về nhà sản xuất Netflix, nên mình xin phép không giới thiệu ở đây, nhường chỗ cho những TV series trinh thám mới hơn do chính Netflix đầu tư đỡ đầu. Hãy cùng xem phim và thảo luận cùng với dạp chiếu phim trên group của bọn mình. Link mình sẽ để ở dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.